cho mày coi nè, bây giờ tao mấy thử coi nè, mở xấu không, xấu không hả? Cọc này là 40 triệu tiền xe. Sao bữa nói 3 triệu người mà? Lúc đấy sống chết mà, mình hét bao nhiêu chẳng được. Sao mày tham quá vậy? Nè, ông Tú ông mà biết, ông chửi nha, chặt cái đầu tôi đi. Rồi mới mốt đổ bể ăn cho hết. Tao biết rồi, này, còn cọc 20 triệu nữa. 20 triệu tiền gì? Tiền chị hai gửi cúng điếu cho chú Năm Hổ. Mày nhớ mày chạy được với tao không? À, ok, mày chạy nè. Thời tới cả kìa. Phi vụ tiếp theo, Ngọc Trai Đen. Đông quá hả, không biết mình có hả? Cái nhẫn không nữa. Em mà muốn hả, sao trên trời anh cũng hái xuống cho em nữa. Xin lỗi, quý cô và quý ông có cần tôi giúp đỡ gì không ạ? Tôi muốn tìm cái phòng đấu giá chiếc nhẫn ngọc trai Hidden Gem ở đâu ạ? Đó là phòng E5. Mời quý ông. Mời quý cô. Anh kia, xin lỗi quý khách ạ. Quý ông gọi tôi à? Tôi là... Anh là ai vậy? Tôi là bảo vệ. Anh có cần tôi bảo vệ cho anh không? Tôi là đội trưởng đội bảo vệ. Chết thật. Tôi muốn biết vị trí trực của anh ở đâu. Sân thượng. Sân thượng làm gì có trên đó mà trực. Bởi vậy buồn quá tôi mới xuống đây. Không ngờ gặp quý khách này nhờ tôi giúp đỡ đưa tới phòng đấu giá chiếc nhẫn ngọc trai à. Đó không phải là chuyện của bảo vệ. Anh ở tổ nào? Tổ 5. Đội bảo vệ chúng tôi 4 tổ. Quanh tổ 5. Thành là... Tôi chết rồi. Anh ơi, em xin lỗi ạ. Em vô ý quá. Dạ dạ, đây đây để em lau. Cái này lỗi của anh. Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Không ạ. Để tôi làm được rồi. Để em lau cho anh. Em xin lỗi anh. Tôi chết rồi. Em xin lỗi anh. Anh ạ, không cố ý. Anh ạ, nó sơn quá. Anh ạ. Chết tiệt. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Chết tiệt. Em xin lỗi, nó trơn quá. Anh ơi, để em phụ anh cái quần ạ. Mà quý ông. Ladies and gentlemen, xin trân trọng giới thiệu với quý vị sản phẩm tiếp theo trong buổi đấu giá của chúng ta ngày hôm nay là một kiệt tác tới từ đại dương, chiếc nhẫn ngọc trai Hidden Gem. Chiếc nhẫn ngọc trai này được tìm thấy ở độ sâu kỷ lục của Việt Nam và hôm nay xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị chủ nhân sở hữu của chiếc nhẫn ngọc trai Mr. Pierre Tú Mạc. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay có mức giá khởi điểm là 500 triệu. Bước giá tối thiểu 10% so với giá khởi điểm 50 triệu. 550 triệu. 600 triệu. 700 triệu. 800 triệu. Wow, 800 triệu cho quý ông ngồi vị trí số 6. 850 triệu. 1 tỷ. Wow, quá tuyệt vời. 1 tỷ cho quý cô ngồi ở vị trí số 9, Jennifer Vũ. 1 tỷ lần thứ nhất. 1 tỷ lần thứ hai. 1 tỷ 150 triệu. 1 tỷ 100 triệu. Cô gái, nhường cho tôi đi, đấu không lại đâu. 1 tỷ 2. Oh my god, 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 lần thứ nhất. 1 tỷ 2 lần thứ hai. 1 tỷ 3. Một tỷ ba lần thứ nhất. 1 tỷ 3 lần thứ hai. 1 tỷ 3 lần thứ ba. Xin chúc mừng cô Jennifer. Tao đã điều tra dòng tiền của hắn rồi. Từ 900 đến 1 tỷ là hắn đã chốt đấy. Tao thấy ông ấy cưng bồ của ông ấy lắm. Sao mày không đẩy giá cao lên? Như vậy hơi rủi ro. Tao có cách này. Lúc đấu giá ấy, bé Ma Lai có liên tục đẩy giá cao lên. Tới khi hắn chịu thua thì thôi. Làm như vậy mình sẽ biết mức tiền tối đa mà hắn có thể bỏ ra. Sao rồi thì sao? Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Đứng yên đó. Để tôi yên. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Trời ơi. Chuyện này sao hả Khoa? À, dạ thưa anh. Cô Jennifer đây yêu cầu chúng ta phải chờ thêm một tuần ạ. Như vậy sao được? Đã chốt với nhau thanh toán bằng tiền mặt trong 24 tiếng mà. My gosh. Có cái chuyện gì mà hay làm quá lên vậy? Tôi chuyển khoản từ ngân hàng nước ngoài về thì thủ tục nó hơi lâu chút xíu thôi. Chứ tôi có quỵt hay anh đâu mà hay anh cắn. Xin lỗi cô, tôi không làm quá. Nhưng mà tôi cũng có việc cần dùng số tiền đó ngay. Trước khi cô tham gia tôi đã nói cô rồi. Và chính cô đã đồng ý với điều khoản đó rồi mà. Stop, I know. Tôi cũng không muốn dính vô cái trục trặc này, right? Xin lỗi, hình như là các cậu đang có vấn đề về bán viên ngọc đúng không? Excuse me. Ở đây là chuyện của chúng tôi, phải chuyển của anh mời ra chỗ khác giùm. Bình tĩnh lại. 1 tỷ 2 tiền mặt tôi có.
Không biết anh còn hứng thú với chiếc nhẫn bên em không nhỉ? Hey, hey, excuse me, I'm still here. Mấy người nói chuyện vậy mấy người không đang tôn trọng tôi đó. Dạ thưa cô, thật ra cô là người không tôn trọng quy định của chúng tôi. Ok, enough, stop it. Tôi không có thèm cái viên đá của mấy người nữa. Thank you. Em rất thích những người dứt khoát như anh. Chốt. Lấy hai tiền mặt, không thừa cũng không thiếu. Các cậu yên tâm đi, cho tôi coi chiếc nhẫn. Đây em. Wow, đẹp quá. Có chuyện này tôi chưa báo trước hai cậu. Tôi có mời đến đây anh Daniel Trần, chuyên gia thẩm định ngọc trai. Không phải là tôi không tin hai cậu, nhưng mà số tiền 1 tỷ 2 cũng không phải là nhỏ, nên thẩm định. Anh Daniel Trần. Đây là sơ vịt đặc biệt dành riêng cho anh chị. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Anh, lúc này còn thẩm định gì nữa? Lúc này là phải quỳ xuống. Ê, nói về xui chứ. Nếu ông phát hiện nó đồ giả hay sao? Bước cuối, cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm nói gì? Là bước quan trọng nhất cho mọi phi vụ lừa đảo. Là sự khác nhau giữa dân chuyên và nghiệp dư đó. Là sao? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình phải có một con đường để tẩu thoát an toàn. Biển xanh còn đó, lo gì mà thiếu cá ăn. Cảm ơn mọi người. Thật sự cuộc đời của tôi trước giờ toàn thất bại à, chứ biết may mắn là gì. Nhưng điều may mắn lớn nhất á là được gặp mọi người. Dòng biển dựa hay gì mà xến vậy ba? Này người ta gọi là số phận đó. Đúng rồi đó, mỗi con người đều có một số phận. Mà số phận của chú Năm mày á, hổng hiểu lắm. Giờ hôm nay tao kể cuộc đời của tao cho mày nghe nha. Thôi khỏi kể chú ơi. Thôi được rồi chú. Hôm nay chú vui để chú kể cho nó nghe nha. Thôi được rồi chú. Nó mới vừa vô nhóm để chú kể cho nó nghe. Trời càng mới vô càng không anh kể chú ơi vô. Hai đứa bay kỳ quá. Trong nhóm mà không có yêu thương nhau. Mỗi lần tôi kể chuyện là kiếm chuyện. Sao không để chú kể đi? Chú tự ái rồi kìa. Kể chú đi. Lần nào nhậu và chả kể. Thôi vô cái đi. Thôi vô. Nè vô. Alo alo. Kể không kịp cái ông này thiệt chứ. 15 năm trước có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, không ngại nguy hiểm, không ngại gian khổ, ngày ngày vận chuyển sự sung sướng đến cho mọi người. Là làm cái gì chú? Chở thuốc lá lậu. Đúng. Chú Năm mày làm ngày làm đêm đã lo cho vợ cho con. Rồi một lần tao vượt chốt không thành, chân bị gãy, tay thì nhận 7 cuốn lịch. Vợ khổ quá, bắt đầu vợ mới theo một người đàn ông khác. Khoa, theo mày á, mày nghĩ là tao buồn bảo không? Buồn chứ chú. Tao không buồn. Vì tao hiểu đó là số phận dành cho tao, nên tao chẳng bao giờ tao giận bãi gì hết. Và sau khi ra tù, tao muốn dành tất cả tình thương của tao cho thằng con trai, bằng cách là tao phải tìm cho thật nhiều tiền để lo cho nó. Tao làm như một thằng khổ sai. Má, vậy mà số phận nó cũng không buông tha tao khoai. Một lần nó bị bệnh, thì tao mới đi hiến máu cho nó. Thì bác sĩ mới nói là nó không phải con của tao. Không phải. Tại sao lại không phải? Đứa nào trả lời giùm tao đi. Tại sao lại không phải? Chú Nam! Chú! Thôi! Kệ ông đi. Tại sao lại... Lúc này chỉ có nước biển mới ngăn được dòng nước mắt của chú Nam thôi. Tại sao lại không phải?
Em là trẻ mồ côi. Tụi em nữa hả? Em lớn lên ở cô nhi viện á. Lúc đó có hai vợ chồng tới nhận con nuôi, mà người ta đang phân vân giữa em với nhỏ bạn của em. Tối đó về hai đứa nằm ôm nhau khóc. Nó nói với em là bây giờ thôi mày đi đi, mày mốt có ba có mẹ rồi á, thì mày về mày thăm tao thường xuyên cũng được. Đúng là bạn tốt. Đúng tốt luôn á. Sáng hôm đó nó nói với em là thôi để nó giả bệnh ở trong phòng, em đi ra một mình đi, kệ nó. Thì em cũng đi ra em nói với mấy sơ vậy đó. Rồi cái lúc mà em sắp được nhận rồi thì nó dắt một sơ ra, nó chỉ vô mặt em mới nói là em gạt nó, em nhốt nó trong phòng để dành ba mẹ với nó. Lộn cái bàn thật chứ. Sao? Rồi em làm cô nhi tiếp. Rồi từ đó em thành một con nhỏ nói láo không ai tin em hết. Em rất là ám ảnh những ánh mắt miệt thị đó, những cái lời dè biểu đó. Xong em leo rạo bỏ trốn luôn. Rồi em đi bụi tới giờ. Còn mày nữa đó, kể luôn đi. Chú, nó bỏ nhà nó đi rồi. Nó đâu rồi? Chú ơi. Tao làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Tao mà còn ở nhà ấy thì mẹ tao, con tao không có một ngày nào được yên hết. Trời ơi, đợi lấy giờ, lên xe như này. Quê, tính ra mặt anh đã đen rồi mà đời anh còn đen hơn cái mặt anh nữa. Vô. Số phận à, mày tuổi gì? Mày đã từng vùi tao xuống dưới đáy, nhưng ngày hôm nay tao cảm ơn mày đã cho tao những người bạn này. Đời người nào ai chẳng tao. Mỗi khi đau buồn nhiều hay không có, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Rồi gọi tên tôi tới như bạn thân hai. Có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thể.
gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Uống đi cho nó tỉnh. Đồ của mày có vẻ hơi yếu nhỉ. Hai cốc này dành cho mày mới đúng đó. Ra thì ngồi đi, tao đi mua bia. Ê thôi thôi, đủ rồi. Yếu. Tú à? Hả? À? Tao xin mày một chuyện được không? Nói đi. Khi nào mày tính tăng lương cho tao? Bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng mà nếu tao trả nợ được sớm hơn ấy, mày muốn tao làm cái gì cũng được. Chuyện này dễ mà. Chứng minh bản thân đi. Trong những con mồi mà mình đang nghiên cứu, đây là con mồi ngon nhất, lớn nhất. Hóa ra nãy giờ ngồi đây là chỉ muốn kiếm tiền. Đúng là chú bé tham lam. Mày phải vui khi học trò của mày tiến bộ chứ. Thằng này khá. Vô. Morning. Chán. Có tiền mà không đánh bài được luôn thấy không? Có vẻ như chị đang cần tìm đối thủ. Em có thể chơi chung với chị được chứ? Ok. Chia đi em. Hình như chị thấy em hơi lạ mặt. À, em có một công ty nhỏ nước ngoài. Đợt này về có công việc, tiện nghỉ ngơi luôn chị ạ. Wow, tuổi trẻ tài cao nha. Còn chị? À, chị thì cũng có một công ty mỹ phẩm nhỏ nhỏ, tên là Thiên Ngọc Kim Khánh. Hứa hẹn sẽ lãi suất gấp đôi trong vòng một năm, thì đâu có nhỏ đâu chị. Nghiên cứu công ty của chị luôn hả? Tụi em trang Google chị ạ. Ôi, vừa đẹp trai mà vừa dễ thương nữa. Nè, đúng gu của chị luôn đó nha. Nhưng mà nè, ở trên bàn poker là chị không có nhường đâu à nha. Dạ. Chị ơi, ngày mai giám đốc công ty bên sẽ đáp chuyến bay lúc 10 giờ để gặp mình. Toàn bộ cuộc hẹn ngày mai em dời xuống buổi chiều nha. Ngày mai á, mình chỉ cần gặp bên công ty event thôi. Phải chuẩn bị cho kỹ đó nha. Đây là event lớn của công ty đó. Dạ. Yeah. Giải quyết trong ván này luôn chị nhá. Con Min. Ok, theo. Chị cũng muốn coi thử coi bài em cầm cái gì mà mạnh miệng dữ vậy. Conalyn, hai người chơi. Wow, cù lũ chín. Xuất sắc. Chị thua. Thôi, bữa nay chơi nhiêu đây được rồi. Nè, chị để ý hai cậu rồi đó nha. Hẹn sẽ có cơ hội tái chiến. Ok. Dạ. Về. Yeah. Em cố tình on in để biết được hai lá bài tẩy của chị. Vậy mà chị cũng không cho em biết luôn hả? Chị hứa, lần sau á, nếu như mà có dịp tái chiến, nhất định chị sẽ cho hai cậu coi bài tẩy của chị. Ok. Chị về cẩn thận nha. Ok, bye. Dạ, chào hai anh. Tụi em là nhân viên bên công ty chị Khánh. Chị Khánh cực kỳ tâm huyết với event lần này, cho nên chị đã chuẩn bị cho hai anh một nơi làm việc rất đặc biệt. Chị Khánh hướng tới lần này là vẻ đẹp nguyên thủy nhằm nâng cao giá trị sơ khai mà tự nhiên ban tặng cho mỗi con người. Không điện thoại, không mạng, không bất cứ thiết bị điện tử nào hết. Đồ đạc của các anh tụi em sẽ giữ. Sau 30 ngày tụi em sẽ quay lại đây đón các anh. Một là hai anh ở đây khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên nguyên thủy hoang sơ, tạo ra một event độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Còn hai, chúng tôi sẽ đưa các anh về Hà Nội ngay lập tức. Tuyệt vời! Chúng tôi chờ một khách hàng như chị Khánh lâu lắm rồi. Event này không xuất sắc nhất Việt Nam,
chúng tôi sẽ không trở về. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu đấy? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Tại sao giờ này chưa thấy Tâm Hơi? Sáng giờ em cố gắng liên lạc nhưng mà không được gì. Làm ăn cái gì kỳ cục? Oh, gingerbread my Lucy. How are you? I'm good. So, how do you feel about the trip? Wow, I love the beach and the weather in here. Yeah, truly enjoy. We would like to express our deep gratitude to your company. Our company is greatly appreciate your effort. I worked with many companies before, but never had such good result as the last event. Your company is wonderful. Wow. Here is some gift for you. Oh, thank you. Oh my gosh, it's awesome. Hope you like it. I have to go right now, so hope to see you soon. So goodbye. See you next time. See you again. Bye bye. Hey. Ủa? Nè, hai cậu có nhớ chị không? Làm sao mà tụi em quên chị được? Em là chị. Chị chỉ vô tình thôi. Nghe được là hình như công ty của hai em cũng tổ chức event đúng không? Tụi em có một công ty làm event ở nước ngoài. Nhưng mà cũng đang định về Việt Nam để phát triển á. Em gửi chị. Chị cảm ơn. Trên đây có mã QR code của công ty em á. Chị có thể xem qua. Wow. Professional. Đúng là xuất sắc. Chị đâu có nói sai. Chị khen như vậy mà em ngại lắm. Thôi, tính chị thì nói thẳng, không có thích vòng vo. Mà sắp tới á, thì công ty của chị cũng tổ chức một cái event trả thưởng. Cũng ngay tại đây nè. Dự kiến là khoảng 4 tuần nữa. Không biết là tụi em có nhà hứng hợp tác với chị không? Dạ, về quy mô sự kiện bên mình như nào chị? Nói thật với chị là tụi em chuyên làm những cái phân khúc lớn. Còn mà những cái nhỏ quá ấy, thì... Event trả thưởng của công ty chị dự kiến là 30 tỷ. Bao nhiêu? 30 tỷ. Dạ, xin phép chị cho em hội ý một chút. Đây không phải lúc thể hiện niềm vui đâu. Bà đang nhìn mình đó. Tạo nét, làm căng lên, cho người ta thấy mình có giá. Và quan trọng nhất là người ta không biết mình đang nghĩ gì, hiểu không? Ta biết rồi. Thứ sáu tuần trước, đứa nào massage cho mày? Là em Hương. Nó làm ok không? Trời, làm rất tốt. Còn mày ai làm? Thằng Hùng Dâu. Má nó, tao không nghĩ tại sao bà Đào bấy điều thằng Hùng vào massage cho tao. Thôi kệ đi, tao nghĩ là lâu lâu mình đổi nhịp cha 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 cho nó thú vị. Mày điên hả? Nó bị thối mồm, chịu không nổi luôn. Chứ trời, bước tay luôn. Em thấy tình hình có vẻ căng, không ổn rồi chị. Ừ, để chị tính. Lố rồi. Lố quá à? Lố. Bình thường lại đi. Nghiêm trang lại. Về nghe lời tao. Hít một hơi thật sâu. Ngẩng mặt lên trời. Quay lưng lại. Đi. Dạ. Chị à. Thật sự thì... Để chị nói trước. Chị quyết định là sẽ tăng lên 40 tỷ. Và sẽ chuyển khoản trước 10% sau khi đã duyệt promotion. Dạ. Với số tiền đó thì em nghĩ là... 50 tỷ ạ. Có quá nhiều vấn đề event này chị ạ. Thật sự là thời gian quá gấp, 4 tuần không thể nào đủ được. 50 tỷ thì cũng không phải là con số chính xác đâu. Chị em mình sẽ chốt một con số chính xác sau khi bàn bạc lại với nhau. Có gì chị cứ bàn lại với công ty đi, rồi liên lạc lại với tụi em. Tụi em cũng đang trong kỳ nghỉ mà. Em chào chị. Mày làm gì vậy Khoa? Mày bị điên hả? Tìm tao một lần đi. 40 tỷ ấy, thằng chó. Khoa! Chị thích hai cậu rồi đó. Chị đồng ý. 50 tỷ. Xin chào mọi người. Sau đây tôi xin giới thiệu với tất cả quý vị một event chưa từng có trên mảnh đất hình chữ S này của chúng ta. Với chủ đề vẻ đẹp nguyên thủy. Để đảm bảo cho giải thưởng event của chúng ta phải thật hoành tráng,
Sau đây tôi xin giới thiệu ông chủ gara chuyên nhập khẩu siêu xe, Johnny Nguyễn. Trời trời, nếu mà biểu nói gì là xe ngựa hay xe bò tôi còn nói được. Chứ siêu xe, cả cuộc đời chưa bao giờ đặt mông lên nó. Hiểu gì giờ nó mà biểu thuyết trình. Thì giờ chú tìm hiểu đi, tôi sẽ kiểm tra chú thường xuyên. Chết thật, như những yêu cầu của quý vị đưa ra, tôi đã chuẩn bị đầy đủ về thủ tục giấy tờ để nhập về 3 chiếc xe. Chiếc đầu tiên, Lamborghini Huracan V10, mã lực 580, dung tích là 5,9 lít. Với giá là 14 tỷ. Chiếc kế tiếp Ferrari 488 Pista, giá là 8 tỷ. Chiếc cuối cùng Porsche, giá là 4 tỷ. Dự kiến là 3 chiếc xe này sẽ cập bến trong 5 ngày tới. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Xuân Linh Nguyễn. Thưa quý vị, một buổi event ấy, có đẳng cấp hay không nhìn vào menu là biết. Sau đây xin giới thiệu với quý vị siêu đầu bếp người Indonesia 2015, đầu bếp châu Á đạt chuẩn 3 sao Michelin Co Luvita Gudino. Wadu, untunglah. Saya juga tahu bahasa Indonesia ni. Amba berasal dari mana? Saya berasal dari kota Semarang. Nhưng mà chị em làm người nước ngoài được không? Sao em đòi hỏi thế? Sao sốt thế? Nè, mình làm đầu bếp mà người nước ngoài á, làm mấy sai mấy sự người ta mới tin mình được, đúng không? Thế muốn làm người nước nào? Indonesia. Tên Mã Lai là phải người Malaysia chứ. Người Malai nhưng mà gốc Indo. Bagi mas, itu cuma tempat wisata. Sedangkan bagi saya, itu kenang-kenangan yang terindah. Để bà Khánh tin mình là công ty event thật và còn chuyển cọc 5 tỷ nữa. Như thế này là chưa đủ. Vậy mày thấy thiếu cái gì? Sân khấu. Thông minh hơn rồi đó. Và đó là toàn bộ quá trình mà tôi sẽ cho thiết kế, thi công và cách vận hành của show này. Hay đấy. Tận hưởng thành quả mọi người đi nào. Thơm chưa, thơm chưa? Đi 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 ạ. Ăn xong đã chia tiền xong, việc nào ra việc đấy chứ. Ok, anh nhanh. Mà Lai, bao nhiêu con tôm đi? Dạ không, anh chia tiền như vậy bóp anh. Thứ năm. Tao bị lê khơi, đừng gọi tao. Trời, hai người này. Mọi người, tôi có một trò chơi, mọi người có muốn chơi không? Vui không? Vui. Vui thì chơi. Nhìn mặt nó uy tín quá ha. Trên tay tôi là hai phong bì, mọi người chọn một cái đi. Nếu bây giờ tôi nói một trong hai phong bì này có một cái gấp đôi cái còn lại, kêu mọi người đổi, mọi người có đổi không? Chú không đổi nha, tiền chắc không tay rồi, đổi làm chi? Em đổi, tại vì sao ạ? Một triệu thì gấp đôi 500 đúng không ạ? 2 triệu thì gấp đôi 1 triệu. Nếu như em mất thì em mất gì ạ? Thì em chỉ mất 500. Nhưng nếu em có gì ạ? Em có 2 triệu. Em xin đổi ạ. Mở ra xem, mở ra xem. Gấp đôi, 2 triệu. Đó là gấp đôi. Nhưng nếu gấp 10 thì sao? Mình lấy 5 tỷ này, mình giả làm một cái event thật hoành tráng để lừa bà ta 50 tỷ. Mọi người có theo không ạ? Em chơi ạ. Tại vì nếu như mà em có được một ít trong 50 tỷ thì em sẽ đổi tiền với Hàn Quốc làm ngực. Còn nếu em như em sẽ đi làm cái khác. Chú chơi nha. Đúng. Chú đang cần tiền để mua căn nhà mơ ước. Cái căn nhà này chú thích lâu lắm rồi mà chưa đủ tiền. Chơi đi nha. Chơi. Đi Hàn Quốc thôi. Đi Hàn Quốc thôi. Chú Năm ơi. Dơ. Lên chú Hoạch đi con. Ok con. Cảm ơn, vô.
Tao tính hết rồi. Mình cứ theo kế hoạch, ôm trọn được 50 tỷ. Vụ này tao đang thấy hơi rủi ro. Mày cho tao làm vụ này đi, tao cần số tiền này. 5 tỷ kia, tao nghĩ là đủ để trả nợ cho mày rồi mà. Nhưng mà chưa đủ để lo cho tương lai con gái của tao sau này. Phải hốt được cú này, tao mới về quê được. Chuyện đó để tao tính cho. Nhưng mà vụ này không an toàn đâu. Tao sẽ kiếm mày vụ khác. Mày sợ thất bại đúng không? Lúc nào cũng ra vẻ tự tin, chắc thắng 100%. Nhưng mà mày rất sợ thất bại. Mày im mồm chưa? Một cái thằng thất bại như mày thì biết con mẹ gì với tao mà nói hả? Tao nói rồi, vụ này tao không tin. Tao không làm. Mày không tin vụ này hay là mày không tin tao? Nếu như mày không tin tao thì mày cho tao vào nhóm làm cái gì? Hả? Ok, mày không tin tao cũng được. Nhưng mày muốn hai người họ phải theo mày lừa đảo đến suốt cuộc đời này ha? Một vụ cũng đã lừa, 10 vụ cũng đã lừa. Tại sao mày không cho nhóm mình đổi đời chứ? Mày là một thằng ích kỷ, mày chỉ sống trong vùng an toàn của mày để mày tận hưởng cảm giác chiến thắng thôi, chứ mày chưa bao giờ nghĩ cho ước mơ của người khác. Đâu? Đã là anh em, có cần phải lớn tiếng như vậy không? Chú Năm không cần mua căn nhà mơ ước mơ ước gì hết. Cái chú cần bây giờ là tụi con vui vẻ là chú mừng rồi. Dạ đúng rồi, em thấy vui cũng được. Em suy nghĩ rồi, em sẽ không đi Hàn Quốc nữa. Em có quen một ông bác sĩ ở Long An á, làm rẻ lắm. Em về đây em làm cũng vui nữa. Hai đứa, không cần tụi con phải gây nhau về chuyện tiền bạc nữa. Cái chú thèm á là một gia đình, chứ không phải là ồn ào như vậy. Tốt, đi vô nhậu con. Đúng rồi, hôm nay mình không mơ, ngày mai mình ngủ mình mơ tiếp đúng không ạ? Bây giờ lên rượu lên bia mình đi nhèo nha. Đi nhậu. Thôi chưa? Ngày mai tao muốn thấy bản kế hoạch chi tiết của mày. Thằng nào khóa cửa? Khóa. Chú Năm. Ê, nó làm bậy bạ không? Nó hỏi thằng nào? Chừng nào nó hỏi chú nào, mày mới chỉ chú Năm chứ. Chú Năm. Ổng giữ chìa khóa luôn, ổng luôn á. Tôi để ngoài xe. Mẹ là chú hả? Đi vào đây. Tôi phạt chú 3 ly rượu. Chết không chú. Thừa một giọt nào nghe chưa? Chết chú cả. Không thừa một giọt nào. Chú thầy đó. Oh. Alo. À, anh xin đi nghe điện thoại. 100% nhé. Tôi biết rồi. Hình như là cá ở đây biết tâm sự hơn người ha. Đâu có đâu chị, em đang vui mà. Vui thôi đi, có chuyện gì kể chị nghe nè. Dạ, 10% thú thực với chị là không đủ. Thông thường việc ký hợp đồng là để đảm bảo cho hai bên thôi, chứ tất cả các sự kiện em với Khoa đều phải ứng trước 80% mới đảm bảo sự kiện diễn ra được. Mà thời gian gấp quá, tụi em thì lại chưa xoay kịp tiền. Hay là để chị giúp cho em nha. Ôi, dạ thôi không được đâu. Lần đầu tiên chị em mình hợp tác, với lại hợp đồng cũng ký rồi mà. Ủa, chứ hồi nãy em vừa mới nói á, hợp đồng ký là cũng chỉ để cam kết thôi mà, đúng không? Thôi vậy đi, để vài hôm nữa chị sẽ sắp xếp cùng với hội đồng quản trị đi kiểm tra một chuyến. Ngày hôm đó phải cố gắng chuẩn bị tốt, thật là tốt những cái demo quan trọng cho chị đó, để cho hội đồng quản trị người ta thấy vui. Thì lúc đó chị sẽ đứng ra chị đảm bảo. Rồi chị sẽ yêu cầu chuyển hết 90% còn lại cho bên tụi em luôn. Vậy là tụi em thoải mái tổ chức event. Thật hả chị? Chị Khánh ơi, chị tốt bọn em quá à. Chốt vậy nha. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chị Khánh, tôi hứa sẽ dốc hết sức cho lần này.
Khoa ký cho chị. Khoa, ký đi. Khoan, đếm đi chứ. Dạ không cần đâu chị ơi. Chị đã tin tưởng mà thanh toán sớm cho bọn em thì bọn em cũng phải tin tưởng chị lại chứ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chị Khánh. Ừ, Thu Cúc. Hello chị. Trời ơi, chị đợi em từ nãy tới giờ luôn á. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Rồi. Thấy rồi. Đó là Khoa với Tú nha. Mày làm Tú đi lại đi. Điên hả? Là giám đốc công ty tổ chức cái event trả thưởng này của chị nè. 45 tỷ của ta. Công ty nước ngoài chuyên tổ chức những sự kiện lớn. Tôi xác biết tôi kìa. Cảm ơn tôi thì tao tính. Còn đẹp trai nữa chứ. Ủa? Chị giới thiệu nha. Wow. Hai đứa làm gì vậy? Đây là phong cách của bọn em mỗi khi mà bọn em ký hợp đồng xong. Quẩy lên nào chị ơi. Là sao? Đây là thầy phong thủy làm đĩ nuôi em. Sao hôm nay là ông chủ của công ty event vậy? Thu Cúc hả? Lâu lắm rồi mới gặp Thu Cúc đó. Chị tới đây làm gì đấy? Để thúc vô mặt hai cái tên lừa đảo này nè. À chị ạ, không phải như Cúc nói đâu. Thật ra câu chuyện này rất là dài. Mà dài thì không nên kể chị ạ. Quẩy lên nào. Phút nữa sẽ có thuyền đón mình vào đất liền. Là bây giờ mình bỏ đi luôn đúng không? Ừ. Có tiền mình sống ở đâu mà không được. Ê, khoan đã, khoan đã. Cho chú nhìn cái mặt 45 tỷ thôi coi. Nó có đẹp bằng cái mặt chú không? Bởi vì cả đời chú chưa bao giờ nhìn thấy được chú tiền lớn nhưng vậy hết trơn á. Khoan, khoan mở đi em ngon quá. Khoan, khoan. Vậy là sao? Cái gì vậy? Tụi mình bị tụi nó gài rồi. Chú Năm, chú Năm, chú Năm.
Tụi mày muốn cái này đúng không? Tao trả cho tụi mày. Nó không phải là thứ tao cần. Đó không phải thứ nó cần đâu. Cái mày muốn là thấy anh em tụi tao cướp 50 tỷ trước mặt mọi người. Tôi nói vậy đúng chứ bà Khánh? Thông minh, thông minh. Đúng là dân chuyên nghiệp. Nhanh như vậy mà đã suy luận ra được vấn đề. Hóa ra bà mới là trùm lừa đảo. Đúng. Ngày hôm nay chị sẽ dạy cho tụi em một bài học. Phụ nữ thích hợp làm lừa đảo hơn đàn ông. Tại vì đàn ông luôn cho mình thông minh hơn phụ nữ. Anh ngủ đi, đừng lừa mày. Anh ngủ đi mèo. Đừng lừa mày, ngủ đi mèo. Chị cứ tiêu xài như vậy là mình không đủ tiền để làm event trả thưởng đâu. Không đủ thì không đủ, chứ có làm sao đâu. Chị có cách biến từ 5 tỷ thành 50 tỷ. Em cố tình on in để biết được hai lá bài tẩy của chị. Vậy mà chị cũng không cho em biết luôn hả? Tham quá à. Đã ăn tiền rồi còn muốn coi bài tẩy của chị nữa hả? Nói thật là chị rất thích tụi em. Nhìn thấy tụi em á, chị có cảm giác giống như là nhìn thấy bản thân của mình lúc còn trẻ. Nhiệt huyết, máu lửa. Nhưng non. Cô Khánh, nếu mà có bắt á, cô bắt mình tôi thôi. Tôi đem tính mạng của tôi ra tôi thề là chuyện này tôi sẽ im lặng. Và trong ngày hôm nay, tụi nhỏ sẽ rời khỏi đảo, nha cô Khánh. Nhưng mà ông anh nè, chỉ có người chết á, thì mới giữ được im lặng thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.